vẫn nói rằng anh Thanh là một người xây dựng cho một thành phố xanh đẹp mà có tốt và tốt quả một vấn đề cho đất nước chúng ta cùng đất nước đi lên vươn lên cái tầm cao thế giới, thấy điều đó là quá thương tiếc. Nó tỏa ra là đi bầu này bầu ít quá bắt đầu cô vẫn đồng đơn cô lên bơ rồi sao nữa cô cứ được bỏ cô chờ thay bóng 1% đất nữa có được là được 19 tiền nữa cái gì là điện về chứ nói là cô phải thay tiền vô cô lên điện về chứ nhờ tám Đà Nẵng ơi, Đà Nẵng trong lòng tôi sao mà sâu mà nặng, như tình cha muối mặn, như tình mẹ gừng cấy, cho lòng bao đắm say. Cho đời bao nỗi nhớ, núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi, Đà Nẵng ơi tình người.